Kính thưa quý vị, trong chương trình Đại biểu Nhân dân, Trách nhiệm và Hành động phát sóng ngày 9 tháng 5 năm 2021, chúng tôi đã chuyển đến quý vị về chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 1. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị nội dung chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 2. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Đơn vị bầu cử số 2 có 8 người ứng cử. Địa bàn gồm các phường 8, 9, 10, phường Thắng Nhì, Rạch Dừa và phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu. Theo nghị quyết 229 ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ông Phạm Ngọc Hải, sinh ngày 5 tháng 8 năm 1971, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kính thưa bà con cử tri, tôi tên Phạm Ngọc Hải, hiện là Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trước tiên, cho tôi gửi lời cảm ơn đến toàn thể hội viên Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và cử tri tại ấp Bắc Ba, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa đã tin tưởng giới thiệu tôi ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Kính thưa toàn thể quý cô bác anh chị cử tri, với vai trò là Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong gần 4 năm qua, tôi đã cùng tập thể Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch luôn đồng hành, sát cánh với các doanh nghiệp du lịch, chia sẻ và cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, cùng với các ngành, các cấp tập trung xây dựng những định hướng, mục tiêu về phát triển du lịch theo chương trình hành động của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về phát triển du lịch chất lượng cao giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030. Đưa du lịch Bà Rịa Vũng Tàu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và là một trong 4 trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh. Tôi ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân với mong muốn được đóng góp trí tuệ, sức lực và toàn bộ những tâm huyết của mình, cũng như muốn góp phần nhiều hơn nữa cho ngành du lịch của tỉnh. Để thực sự trở thành đại biểu của nhân dân, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện chương trình hành động sau đây. Thứ nhất, để phát triển ngành du lịch theo hướng bền vững, phải tập trung xây dựng văn hóa du lịch, vì đây chính là nền tảng cốt lõi của mỗi quốc gia, dân tộc. Văn hóa du lịch tạo phong thái bản sắc du lịch là những tố quan trọng xây dựng uy tín và phát triển thương hiệu du lịch của một địa phương, giúp phân biệt sản phẩm du lịch của các doanh nghiệp du lịch và sản phẩm du lịch của các vùng miền. Với vai trò là Chủ tịch Hiệp hội Du lịch, tôi sẽ cùng chính quyền thành phố Vũng Tàu nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và đưa du khách, đưa nụ cười Vũng Tàu trở thành thương hiệu tiêu biểu của du lịch Bà Rịa Vũng Tàu. Thứ hai, góp phần cùng Hội đồng Nhân dân tỉnh đề ra những chủ trương chính sách thuận lợi cho thành phố Vũng Tàu phát triển mạnh, bền vững hơn, chú trọng các chính sách an sinh xã hội, phát triển y tế, giáo dục, nâng cao đời sống của người dân, thực hiện các chính sách hợp tình, hợp lý trong công tác giải tỏa, đền bù, bố trí tái định cư, quan tâm đến việc phát triển nhà ở xã hội và đặc biệt nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân lao động trên địa bàn thành phố. Giám sát đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn tỉnh, tập trung giám sát kiến nghị việc giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc của người dân như an ninh trật tự, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường, v.v. Thứ ba, với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, Hội đồng Nhân dân tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi sẽ tập trung công sức trí tuệ, thời gian cùng tập thể Hội đồng Nhân dân tham gia xây dựng, thẩm định, thẩm tra để tỉnh ban hành các chính sách, văn bản, pháp luật minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện và có tính khả thi, đảm bảo được quyền lợi của công dân và của doanh nghiệp. Thứ tư, thường xuyên gắn bó tiếp xúc, lắng nghe nguyện vọng, ý kiến, phản ánh, kiến nghị, góp ý của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp Hội đồng Nhân dân, kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động giám sát, chất vấn, theo dõi kiểm tra, giải quyết trả lời đơn thư của các cơ quan chính quyền, phản ánh trung thực nguyện vọng cử tri, thúc đẩy thực hiện đến nơi đến chốn những quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kính thưa bà con cử tri, những lá phiếu của bà con cử tri là những niềm tin, là sự tin tưởng vào lời hứa hôm nay và cũng là một gánh nặng đè lên hai vai của tôi trong thời gian tới. Để thực hiện được những lời hứa này, tôi rất mong được sự ủng hộ hơn nữa của bà con cử tri. Một lần nữa, tôi xin được cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban Bầu cử, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã cho được nói lên những suy nghĩ, chương trình hành động của mình đến với bà con cử tri. Xin trân trọng, kính chào. Bà Lương Thị Lệ Hằng, sinh ngày 29 tháng 3 năm 1980, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Kính thưa quý lãnh đạo, kính thưa quý cô bác anh chị cử tri, tôi tên là Lương Thị Lệ Hằng, sinh ngày 29 tháng 3 năm 1980, hiện là tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Tôi rất vinh dự được sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri và cơ quan giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi tới quý lãnh đạo cùng quý cô bác anh chị cử tri lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa quý lãnh đạo, quý cô bác anh chị cử tri, nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ này, tôi dự kiến chương trình hành động của mình với những nội dung chủ yếu như sau. 1. Làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, liên hệ chặt chẽ với cử tri, gặp gỡ, tiếp xúc, tìm hiểu sâu sát với cuộc sống của cử tri, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị và đề xuất của cử tri. Từ đó có cơ sở phản ánh trung thực với tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, với các cấp, các ngành. Và qua đó, tôi sẽ tham gia đề xuất với Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc quyết định và giám sát thực hiện các chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, làm tốt vai trò cầu nối giữa đảng với nhà nước và nhân dân. 2. Với vai trò là tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nơi quản lý các tổ chức đảng và đảng viên thuộc các cơ quan, đơn vị, sở, ban ngành, doanh nghiệp của tỉnh, tôi sẽ tích cực cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ khối đưa ra các biện pháp lãnh đạo xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực sự là người công bộc của nhân dân, góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trong khối, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân đến liên hệ công tác. 3. Tôi đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Tôi rất đồng cảm với sự băn khoăn, lo lắng của nhiều người dân, nhất là chị em phụ nữ hiện nay, về nhu cầu việc làm, vốn vay phát triển kinh tế gia đình, về các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, v.v. Đây là những vấn đề mà cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tỉnh đang rất quan tâm. Nếu được quý cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, trong phạm vi trách nhiệm của mình, tôi sẽ có ý kiến tham mưu đề xuất với tỉnh ủy quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ, tiếp tục xây dựng các chương trình, dự án, giúp chị em phụ nữ xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng và tiến bộ. Tôi rất mong được sự ủng hộ của quý cử tri, mong muốn được cử tri tín nhiệm bầu chọn là người đại diện cho cử tri, tiếp thu và truyền tải những kiến nghị của cử tri đến các cấp có thẩm quyền giải quyết. Tôi xin kính chúc quý lãnh đạo, quý cô bác, anh chị cử tri cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Ông Trần Đình Khoa, sinh ngày 10 tháng 6 năm 1964, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016, 2016-2021. Kính thưa quý bà con, cô bác cử tri, tôi tên là Trần Đình Khoa, sinh ngày 10 tháng 6 năm 1964. Hiện nay tôi là Bí thư Thành ủy thành phố Vũng Tàu, là Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố. Tôi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Vũng Tàu giới thiệu đại diện cho Đảng bộ và nhân dân thành phố Vũng Tàu tham gia ứng cử. Được hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương lựa chọn và giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự cá nhân, cơ quan, gia đình mà còn là trách nhiệm lớn lao trước Tỉnh ủy, Thành ủy Vũng Tàu, cử tri, nhân dân và cán bộ đảng viên toàn thành phố. Là người lãnh đạo thành phố và ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh, tôi sẽ cố gắng để thực hiện thật tốt những chương trình kế hoạch mà Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra. Với những nỗ lực cao nhất có thể, cụ thể như sau, đó là người lãnh đạo địa phương và là đại biểu Hội đồng Nhân, nếu được cử tri tín nhiệm, tôi phải liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử. Tôi sẽ tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định. Tôi sẽ lắng nghe, tiếp thu các tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị chính đáng cử tri và nhân dân. Thực sự là người đại diện tiếng nói, là nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Mọi việc làm đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân và của cử tri. Và với nhiệm vụ là Bí thư Thành ủy, tôi phải cố gắng lãnh chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao phó,
đề đạt Hội đồng dân tỉnh các chủ trương giải pháp tốt, khả thi để giải quyết những thách thức mà thành phố đang phải đối mặt, phát huy mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Từng bước sẽ đưa thương mại dịch vụ du lịch của địa phương tăng trưởng phù hợp với cơ cấu của nền kinh tế thành phố. Tôi phải tham dự đầy đủ các kỳ họp Hội đồng dân, tích cực thảo luận đóng góp ý kiến vào các quyết định Hội đồng dân tỉnh để đảm bảo việc ban hành các cơ chế chính sách vừa đúng quy định của nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh và của cả thành phố. Tôi phải tích cực tham gia các hoạt động giám sát, kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét và những vấn đề thuộc trách nhiệm cá nhân, tôi sẽ nghiêm túc giải quyết những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là đối với các vấn đề liên quan đến cuộc sống người dân và cơ sở hạ tầng của thành phố. Cuối cùng, với chức năng tiếp công dân và tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo công dân, đồng thời bản thân tôi sẽ có những biện pháp đôn đốc Ủy ban dân, Hội đồng dân và các cơ quan ban ngành có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Chương trình hành động là lời hứa của tôi trước nhân dân và cử tri. Tôi đã và đang nỗ lực thực hiện. Nếu được sự đồng hành, giúp đỡ của nhân dân, cử tri, cán bộ, đảng viên toàn thành phố, tôi tin rằng sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình. Và là bí thư đảng bộ của thành phố Vũng Tàu, tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về lời hứa của mình trước nhân dân và cử tri. Xin cảm ơn bà con cử tri. Bà Lương Thị Lan, sinh ngày 21 tháng 5 năm 1970, nhà báo, chánh văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kính thưa quý cô bác, anh chị cử tri, tôi tên là Lương Thị Lan, sinh năm 1970, nghề nghiệp nhà báo, chánh văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Được sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, cử tri nơi cư trú, tôi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự lớn cho bản thân, là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình trước cử tri và nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nếu được quý cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi sẽ tập trung vào những công việc chính như sau. 1. Nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, tham dự đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các cuộc tiếp xúc cử tri, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với cử tri, trả lời mọi chất vấn của cử tri. 2. Lắng nghe, ghi nhận, phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền, tích cực đôn đốc các cơ quan chức năng trong việc xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. 3. Thực hiện tốt chức năng giám sát của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Là một nhà báo, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, trực tiếp cọ sát với những vấn đề của xã hội, tôi nhận thấy những vấn đề liên quan đến sự phát triển kinh tế, phát triển hạ tầng, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến đất đai, quy hoạch, đền bù, giải tỏa và sinh kế của người dân đang là những vấn đề rất nóng bỏng. Nếu trở thành đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi sẽ tích cực tham gia ý kiến với Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng về những vấn đề này, đặc biệt là về các giải pháp để xem xét xử lý nhanh chóng các dự án treo, dự án chậm triển khai, bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của người dân, nhất là người dân có đất trong vùng quy hoạch. 4. Tôi đặc biệt quan tâm đến phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phát triển kinh tế bền vững, giao thông vận tải và hạ tầng đô thị, chú trọng phản ánh, tham mưu cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân nhằm nâng cao trách nhiệm và quyết tâm hành động nhằm loại bỏ những thủ tục, những hành động sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân, kiên định lập trường, những việc gì có lợi cho dân thì quyết tâm theo đuổi thực hiện đến cùng. Kính thưa quý cô bác, anh chị cử tri, trên đây là dự kiến chương trình hành động của tôi. Nếu được quý cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ luôn cố gắng phấn đấu để thực hiện và hoàn thành chương trình hành động đã đề ra, đáp ứng kỳ vọng của quý cô bác, anh chị cử tri. Đó cũng chính là trách nhiệm và nghĩa vụ của một nhà báo chân chính trước đòi hỏi của cuộc sống. Tôi xin chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị cử tri đã quan tâm lắng nghe. Xin trân trọng kính chào. Ông Nguyễn Tấn Phong, sinh ngày 13 tháng 3 năm 1978, Phó trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,
nhiệm kỳ 2016-2021. Kính thưa quý cử tri, tôi tên Nguyễn Tấn Phong, hiện nay đang công tác tại Hội đồng Nhân tỉnh, chức vụ Phó ban Pháp chế. Tôi xin trình bày chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 4 nội dung sau. Thứ nhất, tôi sẽ tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp, thảo luận, chất vấn, đóng góp ý kiến vào các quyết định của Hội đồng Dân tỉnh, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri, dành nhiều thời gian để lắng nghe, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cử tri. Thứ hai, tôi sẽ thường xuyên theo dõi kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân trên địa bàn như vấn đề ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, vấn đề quy hoạch treo, dự án chậm triển khai, tình trạng ùn tắc giao thông, ngập một số tuyến đường ở trung tâm thành phố Vũng Tàu, các vấn đề xã hội khác trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu cuộc sống của người dân. Thứ ba, quan tâm giám sát các cơ quan nhà nước trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính để góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Thứ tư, tăng cường giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp như công an, viện kiểm sát, tòa án, thi hành án dân sự. Trong nhiệm kỳ qua, tôi đã cùng ban pháp chế Hội đồng Nhân tỉnh thường xuyên giám sát kết quả hoạt động của những cơ quan này. Kết quả giám sát và ý kiến phản ánh của cử tri cho thấy tình trạng án dân sự giải quyết quá thời hạn quy định, án tạm đình chỉ vẫn còn, nhiều vụ việc thi hành án dân sự chưa xong, gây bức xúc ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân. Qua nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh với vai trò là phó ban pháp chế, tôi đã không ngừng cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và hôm nay tôi may mắn có được cơ hội là ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh đại diện cho địa bàn phường 8, phường 9, phường 10, phường Thắng Nhì, phường Nguyễn Ninh, phường Rạch Dừa. Rất mong quý cử tri quan tâm ủng hộ để tôi có điều kiện đại diện cho quý cử tri, cùng đồng hành với bà con cử tri để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những bức xúc nguyện vọng chính đáng của bà con, góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Xin trân trọng cảm ơn quý bà con cử tri đã lắng nghe. Bà Trần Thị Kim Phụng, sinh ngày 14 tháng 7 năm 1974, tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Long Điền, nhiệm kỳ 2016-2021. Kính thưa quý cô bác cử tri, tôi tên Trần Thị Kim Phụng, là tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Bản thân tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cử tri Công an tỉnh và cử tri nơi cư trú giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Là người duy nhất thuộc lực lượng công an tỉnh tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tôi ý thức được rằng đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn của bản thân đối với ngành và đối với nhân dân. Nếu được cử tri tin tưởng tín nhiệm lựa chọn bầu cử vào Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ quyết tâm thực hiện các dự kiến chương trình hành động như sau. 1. Làm tốt trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân, phát huy tối đa năng lực, trí tuệ và điều kiện của bản thân để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, nhất là liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi mình ứng cử, chịu sự giám sát của cử tri, lắng nghe thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri và của nhân dân, đáp lại niềm tin yêu mà cử tri và nhân dân đã tin tưởng gửi gắm. 2. Tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của Hội đồng Nhân dân, các buổi tiếp xúc cử tri, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng Nhân dân theo quy định, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của mình theo đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cùng với Ban chấp hành tỉnh ủy và Hội đồng Nhân dân tỉnh bàn bạc đưa ra các chủ trương chính sách đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và có tính khả thi để đi vào cuộc sống, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 7 đã đề ra. 3. Là đại biểu hiện đang công tác trong ngành công an, có điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò của đại biểu Hội đồng Nhân dân trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự. Tôi sẽ luôn quan tâm đến lĩnh vực an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, nhất là trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy.
quan tâm giải quyết tốt các vấn đề về cải cách hành chính trên lĩnh vực an ninh trật tự cùng với Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Công an tỉnh, làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trên tất cả các lĩnh vực, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng và các băng ổ nhóm tội phạm mang tính chất côn đồ, hung hãn, gây bức xúc trong nhân dân, quyết tâm cùng lực lượng đảm bảo sự bình yên cuộc sống của nhân dân. 4. Tận dụng mọi điều kiện có thể trong công tác cuộc sống, cả ở cơ quan, nơi cư trú và ngoài xã hội, đặc biệt là cố gắng dành thời gian để lắng nghe những phản ánh góp ý của nhân dân đối với chính quyền, đoàn thể và lực lượng công an các cấp, nhất là những phản ánh bức xúc của nhân dân ở những địa phương mình ứng cử, qua đó tham mưu cho Đảng, chính quyền chỉ đạo các cơ quan chức năng có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời, đồng thời giải quyết các yêu cầu bức xúc chính đáng của nhân dân theo đúng chính sách, pháp luật. 5. Đối với bản thân, để làm tốt trách nhiệm mà nhân dân và cử tri tin tưởng giao cho, cũng như trách nhiệm đối với ngành công an, tôi xác định phải học hỏi nhiều hơn nữa, có tư tưởng cầu thị, cầu tiến, không ngừng tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần vì nhân dân phục vụ trong mọi hoạt động và nhiệm vụ được phân công. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các quý vị cử tri, mong nhận được sự quan tâm góp ý chân thành để tôi làm tốt hơn nữa trách nhiệm của mình trước Đảng, nhân dân và quý cử tri. Bà Trần Thị Thanh Thảo, sinh ngày 1 tháng 8 năm 1981, giáo viên toán trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu. Kính thưa quý vị cử tri, tôi tên là Trần Thị Thanh Thảo, sinh ngày 1 tháng 8 năm 1981, hiện là giáo viên trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu. Được sự hiệp thương giới thiệu của Sở Giáo dục tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác là trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu và nơi cư trú giới thiệu, tôi tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn của cá nhân tôi trước Sở Giáo dục và Đào tạo, trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu và cử tri, nhân dân toàn tỉnh. Kính thưa quý vị cử tri, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi sẽ cố gắng đem hết khả năng, trí tuệ của mình để tập trung vào các công việc sau đây. Thứ nhất, nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ này, tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri và nhân dân và chuyển tải tất cả đến với các cấp có thẩm quyền, thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với cử tri và nhân dân, với mong muốn được góp phần công sức của mình vào công cuộc xây dựng địa phương, xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng văn minh và phát triển bền vững. Là một người làm trong công tác giáo dục, tôi sẽ đề xuất với các cấp lãnh đạo nghiên cứu thêm nhiều hơn nữa những chính sách phát triển giáo dục, chính sách hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong ngành giáo dục và học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, xây dựng thêm nhiều chương trình giáo dục đạo đức và nâng cao kỹ năng sống cho học sinh, tạo thêm nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đối tượng thanh thiếu niên trong toàn tỉnh. Với vai trò là một giáo viên, tôi sẽ cố gắng góp phần xây dựng nhà trường thành một tập thể giáo dục đoàn kết, vững mạnh và gắn bó nhiều hơn nữa với các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương, có những đóng góp thiết thực nhằm xây dựng một nền giáo dục vững chắc, nâng cao chất lượng trong giảng dạy và học tập vì sự phát triển của ngành giáo dục tỉnh nhà. Thứ tư, nếu được trúng cử vào Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi sẽ có nhiều cơ hội để đề xuất với các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa đến tình hình khó khăn về cơ sở vật chất của một số trường học như đầu tư xây dựng mới các trường học đạt chuẩn, sửa chữa, nâng cấp các phòng học và phòng chức năng, trang bị thêm phương tiện dạy học hiện đại cần thiết nhằm tạo điều kiện ngày càng tốt hơn cho công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. Thứ năm, nếu tích cực tham gia các hoạt động giám sát, kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộng, bức xúc của được dư luận xã hội quan tâm. Trên đây là nội dung chương trình hành động ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 của bản thân. Rất mong nhận được sự tín nhiệm của cử tri để tôi có điều kiện thuận lợi hơn trong việc chung tay vào sự phát triển của ngành giáo dục nói riêng và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà nói chung. Trân trọng cảm ơn cử tri đã lắng nghe chương trình hành động của tôi. Ông Phạm Văn Triêm, sinh ngày 9 tháng 12 năm 1966, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gò Găng, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2016-2021,
đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2011-2016. Kính thưa cô bác cử tri, tôi tên Phạm Văn Triêm, kỹ sư xây dựng, chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tân Phước Thịnh, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Gò Găng. Nếu được cử tri tín nhiệm tiếp tục bầu tôi làm đại biểu Hội đồng Dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ tiếp tục thực hiện chương trình hành động của mình như sau. 1. Tôi sẽ dành nhiều thời gian để thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri để thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng của cử tri, chia sẻ những khó khăn, những bức xúc của cử tri nhằm phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, quyền lợi hợp pháp chính đáng của cử tri đến với các cơ quan hữu quan có thẩm quyền và tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thứ hai là thực hiện tốt quyền giám sát của người đại biểu Hội đồng Nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành đoàn thể và các cơ quan truyền thông đại chúng để kiến nghị giải quyết những vấn đề mà cử tri mong đợi. Thứ ba là ngoài những nhiệm vụ chung của người đại biểu Hội đồng Nhân dân, với vai trò là chủ doanh nghiệp, tôi sẽ tập trung phát huy hơn nữa việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh các chương trình xóa đói giảm nghèo cho người lao động và người có thu nhập thấp, quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động, tham gia các chương trình đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, khuyến học khuyến tài nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại các địa phương trong tỉnh. Kính thưa toàn thể cử tri, mỗi lá phiếu mà cử tri bầu cho tôi là một lời nhắn nhủ, gửi gắm những tâm tư, tình cảm, những nguyện vọng chính đáng của cử tri. Tôi luôn ghi nhớ và sẽ hành động đúng với niềm tin của cử tri dành cho mình. Cảm ơn quý cô bác cử tri đã lắng nghe chương trình hành động của tôi. Kính chúc cô bác cử tri thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị vừa theo dõi chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 2. Với những phát biểu tâm huyết của những người ứng cử, cử tri ở các phường 8, 9, 10, phường Thắng Nhì, Rạch Dừa và phường Nguyễn An Ninh của thành phố Vũng Tàu sẽ có thêm thông tin và cơ sở để bầu chọn người xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương. Chương trình đại biểu Nhân dân, trách nhiệm và hành động hôm nay được phát lại lúc 8 giờ 20 phút ngày 11 tháng 5 năm 2021. Quý vị có thể xem chương trình đại biểu Nhân dân, trách nhiệm và hành động tại website brt.vn, kênh YouTube BRT Go, fanpage facebook.com, truyền hình BRT, app BRT Go. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau. Bắt đầu từ ngày 11 tháng 5 năm 2021, chương trình đại biểu Nhân dân, trách nhiệm và hành động được phát sóng vào lúc 19 giờ 45 phút hàng ngày trên kênh truyền hình BRT. Trong chương trình ngày 11 tháng 5 năm 2021, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026, ở đơn vị bầu cử số 3. Địa bàn gồm các phường 11, 12, Thắng Nhất và xã Long Sơn của thành phố Vũng Tàu.